xin mời các bạn đến với kênh CD Hi Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn làm YouTube của Toàn. Hôm nay Toàn sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể bật nhanh quảng cáo kiếm tiền trên YouTube Short. Thì khi các bạn đăng nhập vào YouTube Studio, chắc chắn các bạn sẽ gặp thấy cái thông báo màu đỏ đỏ giống như mình trên màn hình. Thì đây là thông báo rất quan trọng về thay đổi mới nhất của YouTube, là YouTube sẽ cho bật kiếm tiền hiện quảng cáo trên các video Short. Đây là tính năng rất là nhiều bạn quan tâm và đón chờ, bởi vì đầu tháng 2 2023 này YouTube sẽ chấm dứt quỹ Short và không trả tiền cho các bạn thông qua quỹ Short nữa, mà bây giờ YouTube sẽ trả tiền thông qua những cái nhà quảng cáo hoặc đặt quảng cáo trên các video Short của các bạn. Điều này là một cái rất là tuyệt vời ha, bởi vì trước đây khi mà nhận tiền từ quỹ Short á, thì lượt view nó rất là cao thì các bạn mới nhận được cái khoản tiền tương ứng. Ví dụ như 10 triệu view thì các bạn sẽ nhận được khoảng 100 đô thôi. Mà nếu như với chức năng mới này thì YouTube sẽ hiện quảng cáo trên các video ngắn thì các bạn hoàn toàn có thể đạt được doanh thu tốt hơn rất là nhiều với 10 triệu view mà có hiện quảng cáo trên YouTube Short từ các nhà quảng cáo. Điều này rất là tuyệt vời. Doanh thu các bạn sẽ chắc chắn tăng lên rất là nhiều nếu như các bạn bật được cái tính năng hiện quảng cáo trên YouTube Short này. Điều này mình nghĩ rằng các bạn làm content và làm nội dung chân chính rất là thích, và doanh thu các bạn chắc chắn sẽ tăng lên rất là nhiều sau cái đợt thay đổi này của YouTube. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy rất là nhiều thông báo trên YouTube Studio, thì nó sẽ có hai dạng. Một dạng là thông báo màu xanh, là các bạn muốn làm cũng được, không làm cũng được, các bạn có thể nhấn bỏ qua. Tuy nhiên khi gặp một cái thông báo màu đỏ như thế này, các bạn phải lưu ý đây là thông báo cực kỳ quan trọng, các bạn bắt buộc phải làm. Ở đây nó cho các bạn hai phương án là xem xét chấp nhận hoặc là bỏ qua. Nếu như bỏ qua thì xem như các bạn không bật kiếm tiền luôn thì rất là nguy hiểm nha. Do đó khi gặp cái thông báo này mà các bạn xác định muốn bật kiếm tiền và muốn kiếm tiền trên kênh YouTube Short hoặc là dài thì các bạn phải làm giống như mình trong cái video này nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện cụ thể nha. Nếu như các bạn không nhận được cái thông báo này thì các bạn đợi ha, một hai ngày nữa thì chắc chắn YouTube sẽ thông báo cái này trên kênh của các bạn, bởi vì đây là thông báo chung cho tất cả các nhà sáng tạo, tất cả các kênh đang bật kiếm tiền trên nền tảng YouTube dài nha. Rồi các bạn chỉ cần nhấn là xem xét và chấp nhận nha, bấm vào thì các bạn để ý đọc sơ qua những cái điều thông báo ở đây. Điều gì sẽ thay đổi? Chúng tôi đang cập nhật chương trình đối tác, các bạn phải xem xét chấp nhận chậm nhất là ngày 10 tháng 7 2023. Điều này YouTube khẳng định nếu như các bạn thực hiện cái thao tác bật kiếm tiền YouTube Shop sau ngày này thì xem như các bạn không tham gia chương trình đối tác, tức là các bạn sẽ bị tắt kiếm tiền trên kênh YouTube dài luôn. Do đó khi xem cái video này xong, các bạn hãy thực hiện bật kiếm tiền trên cái kênh của các bạn liền nha. Ở đây sẽ có hai bước để chúng ta có thể bật kiếm tiền trên YouTube Shop. Bước 1, các bạn chỉ cần nhấn là xem xét ha. Thì ở đây YouTube sẽ liệt kê ra nội dung để chúng ta xem xét. Nếu như trình duyệt các bạn để tiếng Việt thì sẽ dễ đọc hơn. Ở đây nó sẽ hiển thị tiếng Việt luôn. Nhưng mà những cái thông tin này mình đã tìm hiểu ở trên những cái tài liệu hướng dẫn rồi, và những người đã đọc những cái này trước rồi, thì nó hoàn toàn hợp lý. Các bạn chỉ cần nhấn chấp nhận là được nha. Nếu như các bạn kỹ có thể dịch và đọc lại ha. Nếu như các bạn kỹ tính các bạn đọc lại, còn không thì chúng ta có thể nhấn chấp nhận là được rồi. Rồi khi các bạn nhấn thì ở đây nó sẽ chuyển thành đã chấp nhận. Tiếp theo chỉ cần chấp nhận cái bước 2 thôi. Điều khoản trang xem, nhấn nút xem xét. Ở đây cũng vậy ha, liệt kê rất là chi tiết, các bạn có thể dịch ra để xem. Không thì nhấn chấp nhận. Điều khoản trang xem, nhấn chấp nhận. Rồi tiếp theo các bạn nhấn nút gửi. Rồi nó thông báo là bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo trên video ngắn. Giờ đây các bạn có thể bật tính năng kiếm tiền và có thể kiếm tiền được trên YouTube Premium kể từ ngày 1 tháng 2 2023. Rất là tốt đúng không? Doanh thu trên kênh này nó sẽ tăng lên rất là nhiều, và chúng ta sẽ sản xuất nhiều cái video short lên hơn, bởi vì video short nó được đề xuất rất là mạnh và view nó rất là cao. Rồi bật ngay.
Rồi ở đây nó sẽ đưa ra cái trang như thế này. Kiếm tiền từ YouTube Shop. Các bạn nhấn bật nha. Đây là cái logo của YouTube Shop này các bạn. Bình thường nó màu đỏ, bây giờ nó sẽ chuyển sang màu tím rồi. Bật. Rồi, tiếp tục chấp nhận điều khoản nữa nha. Tính năng chia sẻ quảng cáo sẽ bắt đầu thực hiện vào tháng 2. Đó. Tháng 2 thì các video ngắn của bạn sẽ được xem xét để chia sẻ quảng cáo trên shop. Bạn có thể kiếm doanh thu từ YouTube Premium nếu như người ta đăng ký. Rồi đến bước này thì theo như các bạn đã hoàn tất cái việc gửi yêu cầu và kiếm tiền rồi đó. Các bạn có thể vào tab kiếm tiền để bạn kiểm tra nhé, tổng quan này. Thì các bạn thêm nè, ở đây nó có, thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có hai phần quảng cáo trên trang xem đang hoạt động đó, dạng video dài, và cái mới là quảng cáo trên video ngắn đang hoạt động. À, các bạn có thể nhấn vào các bạn xem kỹ thông tin. Khi các bạn đăng ký xong, các bạn có thể quay ra trang ngoài đây, các bạn nhấn chạy lại cái trang này thì cái thông báo này nó sẽ biến mất đó, và kênh các bạn vẫn đang kiếm tiền bình thường, và các bạn đợi đến đầu tháng 2 thì doanh thu các bạn sẽ thêm cái phần hiện quảng cáo trên YouTube Shop nữa. Thì trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách rất là đơn giản để các bạn có thể thao tác bật nhanh kiếm tiền trên video short nha. Và nếu như các bạn thao tác trên điện thoại á, thì cách làm nó cũng tương tự, các bạn để ý những cái tiêu đề, những cái yêu cầu mà YouTube nó để trong cái phần app á, các bạn hãy làm theo giống như cái thao tác mình làm trên máy tính thôi. Nếu như các bạn gặp khó khăn gì trong cái vấn đề bật kiếm tiền thì các bạn có thể comment bên dưới video này, Toàn sẽ hướng dẫn và chia sẻ thêm cho các bạn xem nha. Hy vọng tất cả chúng ta sau khi bật tính năng kiếm tiền trên YouTube Shop này thì doanh thu trên kênh các bạn tăng lên đáng kể. Nếu như các bạn nào tăng được doanh thu đáng kể sau với việc bật kiếm tiền này, các bạn có thể comment bên dưới video này để chia sẻ cho những bạn mới làm có thêm động lực để phát triển kênh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên ủng hộ Toàn bằng cách like video này và nhấn đăng ký kênh CD Hay Studio của Toàn để đón xem những clip mình chia sẻ bật mí kiếm tiền về YouTube tiếp theo nha. Xin chào và hẹn các bạn ở video sau của Toàn nha.